Vâng, chào mừng anh chị quay trở lại với kênh cá nhân của Hoàng Anh. Và trước khi bắt đầu, anh chị đừng quên ấn nút like, subscribe để nhận những video mới nhất từ Hoàng Anh. Và đầu tiên, chúng ta quan tâm đến vị trí của dự án An Lạc Green Symphony. Có hai cách di chuyển từ trung tâm đến dự án. Đầu tiên, đó là anh chị có thể đi dọc đại lộ Thăng Long. Đến ngã ba, anh chị rẽ phải vào đường 70 và anh chị đi khoảng 1,5 km nữa là đến dự án. Anh chị có thể thấy trên màn hình ạ, đây là nút giao giữa đường 70 và đại lộ Thăng Long. Ở phía đầu của đoạn này thì Hoàng thấy là đã thi công khá là hoàn chỉnh rồi, rất là rộng. Nó có một nút thắt cổ chai ở đoạn này do cái tuyến đường thi công mới chưa giải phóng xong. Mặt bằng của cái đoạn đường này thì đã được trả nhựa xong. Phía bên phải dưới cái tán cây đó chính là cái đường 70 cũ ạ. Bên trái này là đoạn đường mở rộng đã được thảm nhựa rất là hoàn thành, rất là đảm bảo tiến độ rồi. Cái quãng đường đang thi công khoảng dài khoảng 1,3 km từ chân cầu vượt Đại Lộ Thăng Long đến cái khu đô thị Vigrasera. Và nó chỉ cách khu đô thị An Lạc Green Symphony chỉ có 400-500m nữa thôi. Cái cách thứ hai, anh chị có thể đi từ đường Phạm Hùng qua Sĩ Văn Bô, rẽ trái thì con đường 70 và đến dự án. Nhưng có một con đường khác gần hơn ạ. Anh chị có thể đi xuyên qua khu đô thị Xuân Phương và rẽ vào Sĩ Văn Bô, chỉ mất vài phút thôi. Và đây là hiện trạng dự án ạ. Đây là cổng của khu đô thị An Lạc Green Symphony, đã được thi công khá hoàn chỉnh rồi. Đây nút giao với đường 70 ạ. Hiện tại thì nó đang bị một nút thắt, chưa giải phóng mặt bằng xong. Và Hoàng hy vọng là cái nút thắt này sẽ được sớm giải quyết. Còn ở phía khu đô thị Xuân Phương thì gần như đã thi công hoàn chỉnh cái đoạn đường này rồi. Và bây giờ chúng ta đến phần thông tin tổng quan về dự án này. Chủ tư là công ty cổ phần đầu tư tập đoàn An Lạc Group. Vị trí dự án thì thuộc hai xã Vân Canh và An Khánh của huyện Hoài Đức. Đơn vị quản lý vận hành dự án là CBI đến từ Mỹ. Quy mô tổng thể của dự án là gần 75 hecta và mật độ xây dựng chỉ có 26,3% thôi ạ. Dự án thì gồm 1.059 căn thấp tầng và 21 tòa căn hộ với tổng số căn hộ là 11.000 căn. Pháp lý là sổ đỏ lâu dài. Và đây là một cái phối cảnh về đêm của dự án này. Về chủ tư An Lạc thì thành lập vào năm 2002. Họ cũng trải qua gần 20 năm hình thành và phát triển rồi. Thì ngoài các dự án bất động sản thì An Lạc Group cũng đã phát triển về mảng năng lượng tái tạo. Có một cái điều đặc biệt Hoàng tìm hiểu về chủ tư này, đó là chủ tịch của An Lạc Group cũng chính là chủ tịch của Hado Group, đó là đại tá Nguyễn Trọng Thông. Và nếu như tìm hiểu kỹ về Hado Group ấy, thì anh chị có thể thấy đây là một trong top 10 chủ tư uy tín nhất Việt Nam năm 2021. Anh chị có thấy dự án giống một cây đàn không? Đấy chính là biểu tượng dự án ạ, cây đàn sen lô ạ. Dự án chia làm 6 phân khu ạ. Dương cầm, mộc cầm, măng cầm, vĩ cầm, phong cầm và hạc cầm ạ. Dự án thì có 40 tiện ích 5 sao. Về cơ bản thì nổi bật nhất đó là 3 công viên. Công viên âm nhạc, công viên hòa ca và công viên ven sông. Về giáo dục thì trong dự án thì có đầy đủ hệ thống trường học từ liên cấp, từ mầm non đến trung học phổ thông. Và cái điều hoành ấn tượng nhất đó là đối tác về thiết kế kiến trúc, đó chính là kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị, Hồ Thiệu Trị Group. Nếu tìm kỹ thì đây là một trong những kiến trúc sư người Việt tài năng nhất ở Pháp. Đơn vị quản lý vận hành CBI chính là cái bảo chứng về cái chất lượng dịch vụ sau này khi mà cư dân về sinh sống. Về cơ cấu sản phẩm ấy, thì dự án với biệt thự đơn lập diện tích từ 260 đến 500m, 3 tầng. Biệt thự song lập thì diện tích từ 135 đến 202m, cũng xây 3 tầng. Còn liên kề shop house thì từ 88 đến 120m, căn góc thì diện tích lớn hơn. Và đây chính là cái phân khu mở bán đầu tiên của dự án này. Phân khu này hiện tại thì theo anh tìm hiểu đã hết hàng rồi. Và đây chính là cái phân khu thứ hai được mở bán, bao gồm biệt thự thương mại gần hồ, gần trường học và cái liên kề shop house ở gần các cái dãy cao tầng ở phía đường vành đai 3,5 ạ. Đây là mặt bằng layout của một căn liên kề shop house ạ, mặt tiền 5m ạ, xây 4 tầng 1 tùm ạ.
Phối cảnh anh chị nhìn thấy thì có đẹp bằng thực tế không ạ? Đây là các dãy trong đợt bàn giao tiếp theo của chủ tư ạ. Biệt thự Sâm Lộc thì xây 3 tầng ạ. Phong cách là tân cổ điển kiểu Pháp ạ. Và cuối cùng là biệt thự đơn lập ạ. Biệt thự đơn lập cũng xây 3 tầng ạ. Và anh rất ấn tượng với cái thiết kế của cái biệt thự đơn lập này. Và đây là một cái căn biệt thự thương mại Sâm Lộc điển hình ạ. Diện tích đất là 126 m². Căn này thì thiết kế 3 tầng một tum, tổng diện tích xây dựng là 340 m². Hoài đánh giá rất cao cái khả năng kinh doanh thương mại của cái biệt thự này. Nó vừa gần trường học, vừa gần công viên, vừa gần cả căn hộ chung cư nữa. Cái tầng hầm ở đây thì khá đặc biệt, đó là tầng hầm full diện tích ạ. Tức là gì? Tức là mỗi cái biệt thự thương mại này sẽ có một cái phần không gian hầm để sử dụng tối ưu cho cái gia chủ về kinh doanh hay là ở. Có một thực tế là gì ạ? Là trong giai đoạn dịch Covid thì bất động sản lại luôn tăng giá. Từ Sydney, Đan Mạch, Thâm Quyến, New Zealand và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ ạ. Một phần nữa là do giá thép, giá xi măng, giá vật liệu xây dựng tăng cao dẫn đến là chi phí xây dựng dự án tăng lên rất là nhiều. Vinhome Green Bay thì đang giao dịch từ 200 đến 270 triệu mét vuông. Ocean Park thì có giá khủng khiếp ạ, 200 đến 250 triệu mét vuông mặt hồ ạ. Biệt thự đảo Eco Park thì cũng đã tăng lên từ 110 đến 130 triệu mét vuông. Louis City Hoàng Mai thì cũng đã tăng lên hơn 100 triệu mét vuông. Hinode Royal Park thì giá đất cũng là từ 75 đến 135 triệu mét vuông tùy khu vực ạ. Như anh chị thì cũng đã biết là tình Covid ở Việt Nam thì đang diễn biến khá là phức tạp. Nhưng Hoàng tin rằng với cái sự đồng thuận của người dân cũng như sự quyết tâm của chính phủ thì năm 2022 cùng lắm 2023 thì Covid sẽ được kiểm soát và khi đó kinh tế sẽ hồi phục. Cộng với Hoài Đức lên quận ạ, năm 2022, đường vành đai 3,5 thì cũng sẽ dự kiến thông xe vào quý 4 năm nay hoặc là quý 1 năm sau. Và cuối cùng đó là động lực vào đường 70 mở rộng cũng sẽ dự kiến thông xe vào năm 2022. Thì tất cả những yếu tố đó thì Hoài nghĩ là sẽ giúp cho cái mức tăng trưởng giá của dự án An Lạc Green Symphony sẽ cực cao trong vòng 2 đến 3 năm tới. Và đây là chính sách bán hàng chủ tư đang áp dụng cho khách hàng tháng 7 năm 2021 này. Và để anh chị có cái nhìn tổng quan nhất về dự án An Lạc Green Symphony thì Hoàng đã chuẩn bị một cái bảng review bao gồm 10 tiêu chí. Và lời khuyên của anh dành cho anh chị là gì ạ? Dự án này thì trục đường giao thông lớn, mật độ dân cư tương lai rất lớn và cơ hội kinh doanh thì buôn bán cực tốt về sau. Và dự án thích hợp để đầu tư tăng lại vốn trong trung và dài hạn từ 3 năm trở đi hoặc là đầu tư để kinh doanh cho thuê lâu dài. Hoàng mời anh chị tham khảo một vài hình ảnh thực tế của dự án ạ. Từ góc nhìn này thì anh chị thấy rõ cái mô hình của chiếc đàn cello chưa? Và chỉ 1-2 năm nữa thôi, khu đô thị này sẽ rất đẹp. Cái điểm mạnh lớn nhất của khu đô thị này theo anh nghĩ đó là cái giao thông nội khu ạ. Cái tuyến lớn nhất là 58 m dọc trục dự án với 10 làn xe, các tuyến phụ 30 m và một tuyến nhánh nhỏ nhất trong nội khu nó cũng rộng đến 13,5 m ạ. Và đây chính là 300 lô biệt thự và shop house sẽ bàn giao đợt đầu tiên ạ. Bên trái màn hình đó là công viên âm nhạc đang thi công ạ. Bên phải cái đó chính là công viên Hòa Cà đã đưa vào sử dụng ạ. Đây là đại lộ Ánh Trăng ạ, 58 m, 10 làn xe ạ. Đó, anh chị có thể thấy cái giao thông của khu này tuyệt vời như thế nào. Các làn đường được hoàn chỉnh. Đây là cổng Ánh Trăng ạ, cổng vào chính từ phía đường 70 ạ. Ở trên màn hình đó là cái hai tòa căn hộ đang thi công hầm ạ. Và cũng dự kiến sắp ra mắt thị trường Hà Nội. Xung quanh dự án là các khu đất tái định cư và khu đất dịch vụ của huyện Hoài Đức ạ.
Đây là một trong những dự án mà bản thân Hoành nghĩ là cái giao thông nội khu phải nói là số 1 ạ. Rất hiếm cái dự án mà có đường giao thông lớn như thế này, và các tuyến đường đều phần nhánh khá là đồng đều, nó không bị cục bộ ở một khu vực. Ngoài ra thì cái việc mà quản lý vận hành của khu là semi compound, tức là không đóng hẳn và cũng không mở hẳn, thì cái việc mà giao thương ở khu đô thị này thì sẽ rất tốt trong tương lai. Và đây là một phía view từ dọc của vành đai 3.5, đó là 10 tòa căn hộ sát cái vành đai 3.5 này. Và cuối cùng, xin chào, cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem video của ngày, và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.